Chào các bạn, như đã hứa thì chiều hôm nay anh Phi sẽ review cái đoạn clip con Yoyo thần rồng của Plazintin 5 với phiên bản 2A. Và cũng có một bạn khi nãy có đưa anh một cái ý kiến là tại sao anh Phi không review cái sản phẩm thần rồng của Dyson. Đây là con thần rồng mà 1A Dyson đây ha, anh đang cầm trên tay. Và bây giờ trong cái bọc đen này là cái gì đây? Anh mới đón bạn anh ở sân bay về đây. Và đây là những con Yoyo thần rồng phiên bản 2A đây ha các bạn ha. Nhìn nhân vật rất là quen, thần hổ chứ anh xin lỗi. Phiên bản 2A của Plazintin 5. Đây logo Audi đang nằm đây đây các bạn, không dành cho trẻ dưới 3 tuổi. Và đây là cái tem của chống hàng giả của Audi. Mã của nó là 676317 ha các bạn ha. Rồi anh Phi sẽ cho cái bọc đen này qua một bên ha. Nhìn thấy gớm quá, cái bọc đen này gớm quá các bạn. Và bây giờ ở trên tay anh Phi là hai con Yoyo. Một con với phiên bản là 1A bằng kim loại ha. Và một con với phiên bản là 2A bằng nhựa. Mà thông thường là 2A tất cả đều là bằng nhựa hết các bạn. Hiếm khi chúng ta gặp một cái phiên bản Yoyo nào mà 2A mà bằng kim loại lắm ha. Và anh Phi sẽ review trước cái con thần rồng ở thần hổ chứ xin lỗi, thần hổ bằng nhựa, kim nhựa 2A hết các bạn ha. Các bạn thấy cái khe chính giữa nó không? Nó rất là hẹp ha. Và bây giờ anh Phi sẽ khui cái con 2A này ra cho các bạn xem nha. Rồi, do nó là hàng ép vỉ cho nên chúng ta sẽ phải mở cái vỉ này ra ha. Rồi đây, đây là cái thẻ bài trên tay của anh Phi là cái thẻ bài. Và trên này nó sẽ có một cái giải số bí mật để các bạn có thể đăng ký lên cái trang chủ của cái phần Plazintin 5. Nhưng mà qua lâu rồi không biết cái trang chủ này nó còn hoạt động hay không. Các bạn nào có thông tin thì các bạn comment lên chia sẻ thông tin với các bạn khác nhé. Coi xem coi cái trang về Plazintin 5 này nó còn hay không. Đây nó sẽ nói đây tiếng Hoa không, anh xin lỗi anh không biết đọc, cho nên các bạn từng chơi Yoyo rồi các bạn biết các cái ký hiệu này, các cái này là thuộc về tấn công phòng thủ như thế nào đó, các bạn bảo anh ha. Cái thẻ này nguyên si luôn, nó có cái dãy số bí mật ở đây nè các bạn ha. Và ở đây là cái một cái tờ giấy ha, để hướng dẫn cài đặt các app store rồi để chơi, rồi quét trang web để load về để chơi, hay là chơi để chúng ta xem coi nó có những cái phim ảnh hình ảnh như thế nào. Và thông qua cái mặt sau nè, chúng ta sẽ thấy được các cái phiên bản Yoyo cũng như là hình ảnh thiết kế của Yoyo Plazintin 5. Các bạn thấy cái màu xanh này nó giống như con tinh tinh linh thú của mình ở phần 6 không các bạn. Màu đỏ thì chắc chắn là thần hổ rồi. Màu hồng này sẽ là cái gì các bạn? Anh lâu quá rồi anh không nhớ. Đây, nó có cái mẫu này có thể lật ngửa đổi mặt được nè. Cái này đổi mặt được, con này đổi mặt được, giống như thần hổ song đấu và sư tử song đấu của chúng ta ở cái phần 6 nè các bạn ha. Đấy, cái này chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta coi sao nha các bạn. Đây là con thần rồng nè. Đó, con thần rồng này là bằng nhựa trong, mà anh nhớ cái giá của nó hình như là đâu 229 hay 159 ngàn gì đó lúc mà công ty Việt Tinh Anh họ phân phối ra. Cái này để chúng ta để tính sau đi ha các bạn ha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ coi cái con 2A này. Cái con Yoyo 2A bằng nhựa này chính là cái tiền đề, chính là cái cơ sở và cái căn cứ để mà người ta sáng tạo nên cái bộ Chokindo đó các bạn ha. Từ những cái ném đá lấy ngọc hay là cái dòng xoay hỏa lực gì đó thì chúng ta sẽ có được cái bộ Jokendo này ha. Nó sáng tạo từ đây mà ra. Đã thấy nhân vật thần hổ không? Anh Phi sẽ cận cảnh ở thần hổ. Đây ha các bạn ha. Đây là 2014 nha. Cái phiên bản mới của chúng ta Jokendo là 2017 ha các bạn ha. Sao cũng mấy năm rồi mới sáng tạo ra được một cái bộ Jokendo hoành tráng như vậy. Thì bây giờ anh sẽ chơi thử cái con này coi nó sẽ như thế nào. Cũng giống như vậy, chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt giống như là hồi nãy sáng nay anh hướng dẫn cho các bạn. Đây ha. Bỏ qua bên này ha. Rồi xong rồi dùng tay môi nó qua. Đây ha các bạn ha. Rồi đây quấn dây vào. Và anh sẽ xả dây ra hết coi như thế nào ha. Đây. Này. Đây, ở trong này nó sẽ có một cái bộ ti ở trong này. Nó không có bạc đạn ha các bạn ha, mà nó sẽ có một cái bộ ti.
anh sẽ tháo ra cho các bạn xem nha. Này, đây các bạn ha, đây, đây các bạn ha, đây, nó không phải là bạc đạn nhưng nó chỉ là một cái bộ chốt ha, nhựa ở trong này và cái bộ ti này xuyên qua này, ha, rồi gài lại ha, quấn lại ha, rồi các bạn sẽ quấn dây, các bạn quấn dây rất là dễ, không có cần phải giữ lại. Đây là một cái thiết kế nâng cao dành cho con 2A mà không cần phải giữ dây mà chúng ta vẫn quấn được ha. Và chúng ta, anh Phi sẽ di chuyển cái chân quay của anh Phi chút xíu để anh Phi có thể là anh Phi quăng dây cho nó dễ, các bạn dễ thấy ha. Đây là tư thế cầm yo-yo ở trên tay của anh Phi đây. Anh Phi sẽ quăng. Nó sẽ trở lại liền nè, hay các bạn thấy không? Nè, trở lại liền nè. Nhưng mà cái này nó khó hơn vô kinh đô chỗ, nếu mà lỡ các bạn quăng rồi các bạn không giật trở ngược trở lên, các bạn để như vậy thì nó sẽ không tự thu dây và trở về tay của các bạn được, và các bạn phải quấn. Cho nên các em nhỏ ở cấp độ từ 6 tuổi đổ xuống thì lại khó quấn dây như vậy, quấn hơi cực, cho nên vô kinh đô vẫn là một giải pháp để các bạn dễ chơi hơn. Và khi các bạn chơi rành rồi, các bạn sẽ chuyển qua cái dòng 1A, 2A như thế này để các bạn chơi ha. Thả xuống với một cái tốc độ tương đối là nó sẽ quay ngược trở lên ha. Đó, nó quăng mạnh thì nó sẽ đứng gió, các bạn thấy không? Giật lên là nó sẽ trở lên ha. Đây là thần hổ 2A của Platin Team 5. Nó cũng là một, nếu mà được trở về với Platin Team 6 thì nó sẽ là một cái phiên bản nâng cấp của Jukundo đó ha các bạn ha. Và anh Phi hiện nay cũng chỉ đem về, có bạn anh Phi mang về cho anh Phi có 24 con thôi, cũng chỉ để bán trực tiếp ở cửa hàng Abo. Và con này anh chưa có cái thông tin từ kho là cho phép anh Phi cung cấp qua mạng, bởi vì cái này không phải là một sản phẩm chính thức được nhập từ đường nhập khẩu chính thức về Abo, mà chỉ là một cái sản phẩm xách tay về để cùng chia sẻ thông tin với các em thôi. Cho nên cũng chỉ để ở Abo 349 Tôn Đản bán ra, chỉ để là thu hồi lại cái khoản tiền mà anh Phi mua hàng mẫu đem về review cho các em thôi. Các em thông cảm nhé. Cái con này anh sẽ không cung cấp giao hàng trên mạng nha. Nếu ai cần thì ở khu vực quận 4 hoặc thành phố Hồ Chí Minh thì trực tiếp tới mua giúp anh nha các bạn ha. Rồi đây, anh Phi sẽ chơi lại cho các em xem. Đó, thấy không? Đó, bây giờ anh sẽ chỉnh cái góc máy chút xíu để anh Phi hy vọng là anh Phi sẽ chơi được cái ném đá lấy ngọc cho các bạn xem ha. Nhưng mà cái là không biết lâu rồi không chơi nó sẽ phải như thế nào đây nha. Rồi đây ha, anh Phi sẽ thảy ra, thấy không? Đó, chụp lại được nè các bạn ha. Khó chơi quá, nó cái này khó quay quá ha. Nè, đó, các bạn thấy không? Nè, anh Phi quăng ngược ra nè. Rồi nó sẽ trở về tay anh Phi nè, thấy không? Jukundo cũng vậy, khi các bạn quăng ra thì nó sẽ tự thu dây lại. Nhưng con Jukundo, con Yo-Yo thần hổ phiên bản 2A bằng nhựa của Platin Team 5, nó cũng sẽ tự thu hồi trở lại nè các bạn, thấy không? Các bạn tranh thủ chụp ha, canh chụp. Hôm nay cái góc máy nó hơi cận cho nên là các bạn sẽ không thấy hết cái động tác của anh Phi ha. Nhưng mà về bản chất nó sẽ là về khi quăng ra nó sẽ tự cuốn dây ngược trở lại ha các bạn ha. Đây đó, do cái không gian hẹp quá cho nên là chúng ta sẽ khó thấy được ha. Nè đó, đúng không? Nè, anh Phi quăng ra nè, đó, nó trở về tay anh Phi đó, nó mới đập vô ngón tay anh Phi ngay cái cốc á, thấy không? Nè đó. Đó, rồi ha các bạn ha. Đó, đó là cái con Yo-Yo 2A. Nó là cái phần nền tảng để Audi sáng tạo ra Jukundo đó các bạn ha. Đây là cái phần để các bạn sáng tạo qua Jukundo đây ha. Rồi khi thả xuống thì nó sẽ có xu hướng rút ngược trở lên nhé. Các bạn để ý, đây là cái chân bàn làm việc của anh Phi, nó không được đẹp lắm đâu ha. Nè, nó tự rút trở lên nè, thấy không? Anh Phi không cần phải hít dây gì hết, thả vừa tay là nó sẽ hút ngược trở lên nè, thấy không? Yo-Yo nó sẽ là như vậy hết các bạn ha. Đó là Yo-Yo truyền thống, đó là Yo-Yo 2A. Nó còn có Yo-Yo 1A nữa. 1A thì khi sáng anh đã thử cái con sói hoang dã thuần đen rồi, và bây giờ anh sẽ thử luôn cái con sói con thần rồng đi sân cho các bạn xem ha. Nó bằng kim loại luôn. Đây là thần hổ nè ha, các bạn thấy ha. Rồi quăng ra nè, thu lại nè, thấy không? Ném đá lấy ngọc ha. Anh không biết lấy làm sao nhưng mà ngày xưa ta cây hướng dẫn anh sẽ chơi ném đá lấy ngọc như vậy. Còn nếu mà nó có một cái chiêu búng liên tục nữa, nhưng mà anh không biết là giờ này anh sẽ còn làm được hay không đây ha. Đó các bạn ha. À, cái đó, cái cách đó là cái chơi mà Jukundo xoay vòng thì cái này cũng là như vậy ha. Cái này cũng sẽ có một cái chiêu là sẽ xoay vòng ha. À, các bạn ha.
anh chơi chưa có rành bằng anh ta cây đâu, anh ta cây chơi giỏi lắm nè, thấy không à, các bạn ha, chưa có thẳng, anh bắn ra chưa có thẳng phương được ha, nó phải thẳng phương và đủ cái độ vũ của cổ tay thì mới có khả năng là chơi con này một cách tuyệt vời được ha. Hy vọng là sau cái đoạn clip này các bạn sẽ hiểu thêm về 2A ha. Đó, anh chơi một hồi nó bị ấy rồi nè các bạn ha. Cốc cốc cốc, anh quăng cũng chỉ được có 5 lần thôi ha. Rồi, hy vọng là các bạn sẽ tập luyện được con Yoyo 2A này ha. Hiện nay thì sản phẩm này vẫn chưa có cung cấp trên mạng nha các bạn. Và các bạn nếu cần thì các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho số hotline của cửa hàng 0908 193754 hoặc là 0907 902742 ha. Để tìm hiểu thêm cái thông tin về cái con thần hổ bằng nhựa cấp 5 của Audi này ha các bạn ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ cho con này lên trên bàn ha. Rồi đây. Đấy. Và bây giờ anh sẽ tiếp tục với cái con Dyson thần rồng bằng kim loại màu xanh dương, rất là đẹp ha các bạn ha. Ngày xưa cũng có một lần anh tài trợ một cặp này cho một bạn đi thi đấu giải vô địch năm 2016 thì phải, 2016, nhưng rất tiếc là bạn đó không có đoạt giải gì hết. Theo thỏa thuận thì nếu bạn đó đoạt giải thì anh sẽ tặng luôn cái cặp này cho bạn đó, còn nhưng mà năm đó là bạn đó lại không có đoạt giải gì hết, cho nên bạn phải mang qua một cặp để trả lại cho anh. Và anh cũng đã tặng lại cho bạn đó một con này, nhưng mà không biết là bạn đó bây giờ có nhớ hay không, nhưng mà nó sự việc nó xảy ra năm 2016 là như vậy. Cái dòng này nó có từ Platinum 5 năm 2016 nhé các bạn nhé, chứ không phải là mới có đây đâu, cho nên nó là cái chất lượng của nó đã được chứng thực qua một vài năm rồi. Nếu so về với Yoyo Factory hoặc là so về những cái Duncan hay là những cái Platinum á thì chắc chắn là cái Dyson này nó chưa chắc có thể bằng, nhưng mà để chơi như một cái dòng Yoyo thay thế với một cái giá nó tương đối nó rẻ hơn chút xíu thì đây cũng là một cái giải pháp rất là tốt đó các bạn ha. Đây là con Yoyo bằng kim loại ha, thần rồng kim loại Dyson anh cầm trên tay đây, với một cái thiết kế rất là sắc sảo và đẹp. Và chơi Yoyo 1A này thì nó cần một cái kỹ thuật, nó không phải như con 2A anh cầm trên tay là quăng ra là tự nó thu hồi lại, mà cái con thần rồng này chuẩn của nó là 1A, cho nên khi các bạn hít dây theo kiểu thông thường nó sẽ không lên. Và khi vô dây thì thông thường anh sẽ để cái con Yoyo trên bàn, xong sau đó anh sẽ ngược cái sợi dây, anh tách nó làm đôi ra ha. Xong rồi anh sẽ xoay ngược chiều, anh bỏ nó vào ha. Rồi và anh sẽ cho nó xoắn theo chiều xoắn tự nhiên. Rồi bây giờ là mình sẽ quấn dây ha. Quấn dây thì cần phải giữ lại dây lại theo cái thao tác cơ bản ha, chứ nó không có được như cái con màu đỏ thần hổ của Platinum 5 đâu. Nó cái chốt ở trong đó nó tương đối thiết kế tương đối nâng cấp, cho nên là nó sẽ giữ dây được và các em quấn không cần giữ tay. Và con 1A thì nó sẽ phải cần phải giữ tay. Và anh chỉnh máy chút xíu ha. Bây giờ anh sẽ thả cái con Yoyo 1A này. Này, anh sẽ kéo lên cho các em xem. Này, nó sẽ đứng gió. Bây giờ anh sẽ không test coi nó đứng gió bao lâu nha. Anh chỉ review sản phẩm cơ bản để các bạn thấy. Đây, sau khi vô dây xong ha, đây con thần rồng Dyson bằng kim loại rất đẹp và chơi nó rất êm. Và cái khả năng đứng gió của nó so với những cái dòng Jokundo song đấu hiện nay là không cần phải so sánh. Đây, này ha các bạn ha, nó cũng giống như vậy, cần phải có thao tác lên dây ha. Nè, đây cần có phải có thao tác lên dây xong rồi mới hít dây nó được, chứ bình thường các bạn hít nó không lên đâu. Nè, anh giật lên nó không lên nè, thấy không? Đó, phải hít nó lên ha. Đó, cái thao tác hít cơ bản là từ ngoài, ngón tay để từ ngoài nè, đập vô dây nè, xong rồi kéo luồn cái này xuống, rồi để cái này lên đây và hít ha. Rồi mục đích của anh Phi là để review con thần hổ kết hợp với một cái yêu cầu của một bạn ở trên mạng là yêu cầu anh review cái con này, thì cũng ở mức cơ bản thôi, anh sẽ không review quá nhiều. Ở đây nó có thể có hai cái nút mà khi các bạn bấm trên dưới các bạn kéo ra là nó đứng nè, không các bạn, nó đứng trên tay anh Huy nè, không? Rồi các bạn có thể thả xuống theo một cái chiều nào đó, rồi các bạn hít ngược trở lên đó, thấy không? Rồi đó là con thần rồng Dyson bằng kim loại và giá bán hiện nay tại cửa hàng Ambo là 320.000, và giá trên Sendo hiện nay anh đang công bố là đang giảm 15.000 cho các bạn là 5%, chỉ còn 305.000 thôi ha các bạn ha.
và cái buổi review sản phẩm Yoyo giữa 1A và 2A để phân biệt hai cái khái niệm này cho các bạn là tới đây là đã kết thúc. Và cũng may mắn là cái dòng hàng này nó về vừa kịp để anh có cái con 2A chuẩn để anh review cho các em ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi cái clip này. Và hy vọng là chúng ta sẽ được gặp lại sớm trong những cái clip sau. Bởi vì ngày mai và ngày mốt anh phải về quê để dự một cái tiệc, cho nên anh sẽ không làm clip trong ngày mai và ngày mốt. Cho nên các bạn chịu khó ha, xem lại những cái clip này nha các bạn ha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Và số điện thoại hotline của cửa hàng Abo vẫn là đây, hai con số này ha, 0908 193754 và 0907902742. Các bạn có yêu cầu mua hàng về Yocando thì chính hãng thì gọi cho hai số này, hoặc là các bạn muốn mua thần rồng thì gọi cho số này luôn để anh sẽ giao hàng cho các em. Hoặc là các em cần tìm hiểu thông tin về con thần rồng thần hổ chứ bằng nhựa phiên bản 2A của Platinum 5 thì các bạn cũng có thể gọi hai số điện thoại này để anh có thêm một vài thông tin cho các em. Nhưng mà thực tế thì thông tin thì anh cũng đã đưa hết từ hồi nãy giờ rồi, cũng không có gì phải thắc mắc và không gì phải lo lắng gì hết ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.